Hello, xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của hàng bãi rẻ. Từ clip thì em lên cho bác một em bệt vệ sinh của Toshiba nhé. Đấy, con này mã hiệu của nó đây. SCS nhá, T175 nhá. Con này thích của nó là khá là ok các bác này. Khá là đẹp nhá. Đấy. Đây. Bàn phím ở phía của nó khá là bóng bẩy này. Tôi quay cho bác xem. Đấy, nắp nếp của nó đây. Khá là ok nhá. Để mày lau lại thôi. Đấy. Đấy, không bị vỡ, không bị ếch, không bị bóp méo như nào các bác nhá. Nhựa của nó thì nhựa, thì nói chung là nhựa ABS sao ấy. Tương đối là chắc nhá. Đây, thành vách đây. Đây các bác nhá. Đây là Toshiba này. SCS T175 nhá. Con này điện 100V này. Công suất khi mà rửa của nó thì nó chỉ là có 50W thôi. Còn khi mà nó đun nước ấy, thì nó sẽ là 612W nhá. Và đời 2017 này, đời tương đối là mới nhá. Đây là cái lọc gió này. Em tháo cái lọc gió cho bác. Ây da, đây. Lọc gió các bác bên trong này. Khá là ok các bác nhé. Đấy. Đấy, thành vách đây. Đây là cái đầu vòi nước vào đây các bác này. Khá là mới nhá. Đấy. Review chi tiết cho các bác xem. Vậy thì em cho các bác xem các chức năng của nó đây. Đây. Chức năng của con bệt đấy nhá. Đây các bác này. Đây là chức năng đầu tiên là tắt bật khi mà rửa nhá. Đây rửa cho dành khi mà rửa mông này. Osiri là tức là mông và đít nhá. Nói chung nó nói thì nó hơi ấy, hơi từ ngữ nó không được ấy văn minh cho bác. Cho lắm nên các bác thông cảm nhá. Đấy, đây là rửa cho con phụ nữ này. BD nhá, PD nhá. Đấy, còn đây là rửa nói chung là rửa trên rửa xuống này các bác này. Nhiều là massage ấy. Mưa bự nhá. Còn đây là lực nước này. Nước yếu này, mạnh này, yếu mạnh này, hai bên nhá. Còn đây là các vị trí trước và sau này. Đấy. Đây là nước nóng này. Đó. Đây là nước nóng này. Rồi đây là sưởi ghế các bác nhé, sưởi ghế này. Đấy. Mùa đông ở miền Bắc ấy, thì các bác sưởi ghế thì ngồi có mà ngồi chặt luôn nhá. Còn đây là khử mùi này. Đấy. Rất là ok nhá. Đây, còn nguyên cái màng ni lông này chưa lột nhá các bác nhá. Các về các bác phải lột ra nhá. Đấy, thì con này em báo giá với giá là 2 triệu các bác nhá. 2 triệu. Bác nào chốt hàng nhớ liên hệ với em nhé, 0983 329755 giúp em với. Em chào các bác, hẹn các bác clip tiếp theo.